trên đường mình từ bên kia sang ấy, mình thấy có cái ruộng bậc thang ở đây, nó giống như cái đồi mâm xôi ở trên Mù Căng Chải các bạn. Nó không được tròn lắm nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Chào cháu. Cháu đi đâu rồi đấy? Cháu vừa mới đi làm cỏ ở cái vườn gì nhỉ chị? Vườn gì? Cháu không biết gọi nó là cái Không vườn biết gì. gọi nó vườn gì. Nhà cháu ở đâu? Cháu ở trong xóm. Ở xóm bên kia đúng không? Ở bên kia đúng không? Ở xóm trong kia. Nhà cháu ở đoạn nào? Giữa hay là trên kia? Nhà cháu ở gần cái cây mà to to ở chỗ giữa làng à? Gần cái cây to kia đúng không? Thì cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cho chú hỏi thăm một tí nào. Cháu 18 tuổi, cháu vừa mới thi xong tốt nghiệp ạ. Ôi, 18 tuổi á? Vâng. À? Chú thấy nhỏ, người nhỏ như là tầm độ 12, 13 tuổi ấy. Tại vì thấy có, đợt trước thì có một 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 bé ở bên kia, ở bên xóm bên kia, 12 tuổi mà, lớn bằng cháu. Ở xóm bên hẳn bên kia là Ở bên kia. ở bên kia à? Ừ. Cháu không biết là ai. Thế bây giờ chú đang quay cái gì ạ? Có quay gì đâu, chú quay ruộng bậc thang đây đẹp quá này. Nhà cháu có ruộng đây không? Mùa này cháu ruộng nhà cháu ở riêng ở ngoài kia ạ. Đâu? Ở Tận quanh. ngoài kia. Vâng. Tưởng là của nhà cháu ở đây. Ở đây cũng có mất hai cái ruộng ở dưới kia ạ. À, thế là vẫn có ở đây đúng không? Cháu tên là gì? Cháu tên là Điệp. Điệp. Ôi giời, đẹp Trời đấy. ơi, cái tên của cháu cơ toàn bị treo luôn. Hôm trước cháu đi thi Lý Tiểu Điệp một phát là khủng khiếp luôn. Điệp thì có vẻ là nó hơi con trai đúng không? Cũng không Vâng. không phải con trai. Có những người còn có tên con gái, còn có tên là Đức nữa cơ. Có một đứa tên là Định. Định ơi. Lớp 12 là vừa thi xong hôm qua hôm kia đúng không? Vâng. Ôi thế là thi xong là thấy thoải mái rồi nhỉ? Chả làm được Được bài thì chả điểm thấy cao thoải không? mái tí Được nào. điểm cao không? 24 mới biết điểm. 24 mới biết điểm mà. Cháu về nhá. Nói chuyện tí. Cháu phải về làm việc không tí nữa mẹ cháu về mẹ sẽ Mẹ đánh. ở đâu? Mẹ đang làm bên kia à? Dạ. Mẹ đang làm bên kia Vâng. à? Mười tám tuổi mà nói chung là cứ tưởng như là 12 tuổi ấy. Đây là em trai à? Đây là em trai à? Nhà được mấy anh em, chị Nhà em? có 3 chị em, bây giờ có một đứa đang học lớp đang chuẩn bị vào lớp 12 ạ. Thế à? Vâng. Thế cháu là lớn à? Vâng, cháu là chị cả. Chị cả đây Vâng. à? Thế cháu tính là sẽ thi vào trường gì? Cháu phải biết điểm đã. Lúc đầu cháu cũng định thi mấy cái trường top của nước, nhưng mà thi xong rồi cháu nghĩ là phải tìm trường nào kiểu lấy điểm thấp thấp thôi, không làm được bài nó không tính đề à. Nhưng mà mình vẫn phải có ước mơ của mình chứ, có dự tính trước đi chứ. Nếu mà như được điểm cao thì cháu sẽ thi vào Nếu mà điểm cao thì lúc đầu là cháu định nộp vào ngoại thương, bởi vì ngoại thương hoặc là mấy cái trường như kiểu thương mại. Nhưng mà không, nếu mà cháu cũng định đi đại học luật đấy ạ. Thôi cứ để mấy ngày nữa để xem điểm thế nào đấy Vâng. Chú cứ quay đi nhá, cháu nhỉ. về. Thế cháu về nhá. Vâng, Vừa gặp cô bé người Dao, người dân tộc Dao ở đây đi làm cỏ. Con bé đằng sau đây chắc là vừa đi chăn trâu ở dưới kia. Mình vừa nhìn thấy một cô bé đi chăn trâu ở dưới kia. Cô bé này cũng rất là xinh và dễ thương đấy các bạn ạ. Còn bây giờ thì mình cũng xin tạm dừng video của mình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của trên kênh Quách Tiểu Huy các bạn nha.